trong các hoạt động của lễ hội mùa trái chín, hội chợ trái cây và liên hoan ẩm thực đã thu hút du khách về đây thưởng thức hương vị đặc biệt của những trái cây đặc sản các vườn cây tại Bình Dương. Quá trình cấu tạo địa chất đất đai Bình Dương có lớp thổ nhưỡng bề mặt khá đa dạng, phù hợp với nhiều loại cây trồng. Trong đó, cây ăn quả đã hình thành những vườn trái cây nổi tiếng như lái thiêu, bến cát, phú giáo, tân uyên. Các loại trái cây của Bình Dương vừa mang nét chung của trái cây miền Nam là sự phong phú đa dạng về chủng loại, có mặt quanh năm, lúc nào cũng tươi ngon. Ngoài những loại trái cây trứ danh như mang cụt, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ, các loại trái cây nổi tiếng khác của Bình Dương như chôm chôm, bưởi, xoài, dâu da, mãng cầu, chuối, cam quýt thường có vị đặc biệt và giá trị kinh tế cao. Trái cây Bình Dương được chuyển về các nơi khác, buôn bán nhộn nhịp, tạo nên thị trường trái cây nội địa rất sầm uất và phong phú. Măng ca cục lá thiêu nó được cái đặc điểm là nó trái nó chi nhỏ, vỏ nó mỏng, cuốn ngắn, nhưng mà thực chất là trong ruột nó ngọt hơn các loại măng của miệt khác, nó ngọt thanh. Đây là để chú ba ép một trái cho coi. Đây, măng cục lá thiêu. Dạ, con cảm ơn chú ba. Ăn thử chú ba ha. Ăn thử coi ngọt không? Dạ. Sao, mùi vị nè, sao? Dạ, rất là ngọt. Mà ngọt thanh, ngọt có thanh. Cái vị chua chua nhẹ. Cái vùng đất mình thổ nhưỡng nó tốt. Đó, đất nó tốt, đúng. Cái phù sa nó tốt. Đó, nó được trái, nó ngọt thanh. Thưa chú ba, như vậy thì cái măng này lúc nào mà khi mà đưa ra thị trường cũng đều là giá nó cao hơn so đúng với rồi. Các măng khác hả đúng. Chú ba? Coi như măng lá thiêu lúc nào ra thị trường cũng giá cao hơn. Nhưng mà thường thường dân người đi mua, ta hỏi măng lá thiêu hay măng chỗ nào. Thường thường măng lá thiêu người ta mới mua, măng chỗ khác người ta không mua, tay chua. Dạ. Còn măng đi, mình măng của lá thiêu mình, nó ngọt mà ngọt thanh. Dạ. Với những nét đặc sắc miệt vườn và đặc biệt còn lưu giữ những cây trồng hàng trăm năm, vườn cây ăn trái lái thiêu là địa điểm tham quan của đông đảo du khách từ khắp nơi về đây để thưởng thức hương vị trái cây thơm ngon của các loại trái cây như măng cụt, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ, dâu da mỗi khi mùa trái chín lại về và đặc biệt là vào dịp Tết Đoan Ngọ hàng năm. Cứ mỗi dịp vào hè là mùa trái cây chín, chúng tôi người dân rất là háo hức được tham quan vườn trái cây và được thưởng thức trái cây tươi ngon tại vườn, rất là ngon. Lễ hội mùa trái chín năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú đang thu hút người dân về đây để có những trải nghiệm thú vị về vườn cây ăn trái đặc sản của địa phương, thưởng thức hương vị thơm ngon của các loại trái cây và cảm nhận nét văn hóa, sự thân thiện, mến khách của người Bình Dương.